Xin kính chào quý vị bà con. Hiện tại Hà Bưởi Ngon đang ngồi ở trên huyện Yên Sơn, tuyên Quang. Thì đằng sau lưng Hà Bưởi Ngon đây là một cây bưởi Quế Dương trồng mới được năm thứ tư. Thì quả trên đây rất là sai, thậm chí còn sai hơn cả dưới gốc xuất phát điểm ở dưới xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội, là nguồn gốc của bưởi Quế Dương. Đây là cây bưởi Quế Dương, bà con có thể nhìn thấy quả rất sai và mã rất là đẹp. Nhưng mà bà con lưu ý là bưởi Quế Dương quả sai rất là nặng, nên là rất là tốn trống. Khi có quả như này phải trống rất là nhiều, nếu không thì cây dễ bị gãy cành hoặc bị đổ do quả rất là sai nặng. Những quả như này cũng phải có tới hàng cân rồi, hàng cân một quả rồi. Quả to thì có thể lên đến 2 cân 2 cân rưỡi, và ăn thì khi hái trực tiếp ở trên cây xuống ăn sẽ không bị hay đắng như bưởi diễn. Quả rất nhiều nước, và nếu bà con biết cách chăm sóc, bón phân và cani cân đối thì quả ăn rất là ngon. Bưởi Quế Dương thì bà con có thể bón cani rất là nhiều, có thể như một cây này bà con bón khoảng độ 4 cân cani trong một năm. Bởi vì riêng bưởi Quế Dương là đặc tính là quả rất là nhiều nước, múi rất nhiều nước, và quả to, nặng, vừa phải chống nhiều hơn để không bị đổ cây gãy cành, vừa phải bón tăng cani hơn so với các dòng bưởi khác. Bởi vì đặc tính của bưởi Quế Dương là rất là nhiều nước, mọng nước. Thì đây là cây Quế Dương mới trồng 4 năm nhưng cũng cho quả, cũng phải đến khả năng phải đến khoảng 70-80 quả một cây như này, rất là sai. Và đây là cây bưởi này. Còn giới thiệu với quý bà con, đây là cây bưởi diễn xịn. Cây bưởi diễn xịn này thì được trồng bằng cành chiết, thì bây giờ mới gọi là năm thứ hai, nhưng mà vì cành chiết nên là rất nhanh có quả. Thì đặc tính của bưởi diễn xịn, tại sao Hà Bưởi Ngon nói là bưởi diễn xịn? Bưởi diễn xịn thì quả rất là tròn, căng, mỏng vỏ, cuống nhỏ và thường có một đoạn tay dài như này. Và lá thì bà con có thể để ý thấy lá rất là dày, dày lá trên cành, và lá hơi vo nòng. Đây là bà con có thể nhìn thấy ở trong này, nó giấu quả rất là nhiều luôn này, giấu quả trong thân này rất là nhiều này. Đấy. Đặc biệt là rất là nhanh ngon, bưởi diễn xịn là trồng rất là nhanh ngon. Nhưng mà lưu ý là bà con, bưởi diễn thì đặc tính là ra rất là nhiều cành non, bà con có thể tỉa và bớt để không nên để nhiều những cành non như này. Cây mới bói năm thứ hai, trồng bằng cành chiết nhưng cũng cho mấy chục quả. Và đặc tính của bưởi diễn xịn là quả hay giấu ở trong thân. Còn đây là cây bưởi đường chín sớm. Cây bưởi đường chín sớm này mới trồng năm ngoái, bây giờ mới được tháng 2 năm ngoái, bây giờ là tháng 6 mới được có 16 tháng. Được gọi là năm rưỡi. Cho là năm rưỡi mà rất là cao to. Đây là giống bưởi đường chín sớm siêu ngọt của Hà Bưởi Ngon. Bà con có thể nhìn thấy lá ở trên này rất là to,